Nuôi chó tốn lắm, không mẹ là tốn mà cho nó ăn thế nó quen rồi. Ngoài cách nuôi cũng có thế đấy. Như là bình thường nhá, các bạn là nó cho nó ăn thì gà hạn chế thôi, không nó sẽ bị viêm da. Con nhà mình bị một lần rồi, gọi bác sĩ đến cạo trọng lông cái vùng gáy đi ấy, xong rồi xuất thuốc gần tuần liền, ngày 3 lần, không được cho ăn thịt gà. Nhưng mà cứ thịt là nó ăn đâu, xong mà xương là không được ăn xương gà, không được ăn xương lợn, kiểu những cái xương nhỏ, xương kiểu xương sườn ấy, à không được ăn, bởi vì cái bọn giống cúc này là nó nhai đéo kỹ các bạn ạ, nó nuốt toàn cục vào ấy, xong rồi những cái xương nó nặng, nó nhọn này nó sẽ xuyên thủng dạ dày, đấy. Mẹ cho ăn là về cho xương to, xương cục, mẹ kiểu xương nấu cháo ấy. Ôi trời ơi, khổ vãi lìn. Ngày dọn 3 lần cứt. Nước tái thì mẹ cứ 2 ngày thay tã một lần. Để cái mic kit đây ra, ra nhà cái bay. Top 1 donate 25 đô la Mỹ nhé. Thank you bro. What the fuck single các bạn ơi. Thank you bro. Bé đấy, bây giờ mình lại xó. Mình lại xó tiếng Anh luôn. Ôi định mệnh. Mình lấy lại tay rồi anh em ơi. Mẹ toàn thứ 3 phấn pha bắn vãi cướp. Thôi sao. Còn thằng nào nữa không? Ra hết đây. Quả đấy mình hô. Trời ơi đem đi quýt tới đây. Đúng rồi nó oai. Nó sang cái mồm. Nhưng mà mẹ sau đấy mà mình sẽ bị chửi ngay. May lúc đấy mình nghĩ lại, mình đã hô câu đấy. Mẹ đem đi quýt tới đây. Úi trời. Êm xin. Đây có một thằng chạy mở có bát anh em ơi. Chưa mẹ giờ ngồi dình nhau đến tiết Tây. Mình sẽ hy sinh. Bởi vì chạy bộ trong game chúng ta sẽ giúp giảm cân ngoài đời. Mình vẫn đang nghĩ nó đang đứng rình mình ở tường này này. Bạn ơi. Vãi đạn khoe. Đéo phải đó đúng không? Thằng kia đội mũ 2 cơ, thằng này đội mũ 1 hay sao ấy? Hay là trong lúc mình chờ đợi nó chạy ra đây rồi nhỉ? Quê. Có thằng nào nữa không? Đem liquid tới đây. Trời ơi. Luôn, bạn cứ dọa mình là không được. Tối nay ta bắn kinh vào lò mày ơi. Không, mày hôm nay bắn khác biệt mày ạ. Wow, ra đây bắn kinh nha. Tay về nha. Mẹ thấy nó công vũa lìn các bạn đéo hiểu nổi mẹ tại sao phải chạy xe vào đấy cho mình giết được luôn. Định miếm hòm đó, mẹ hòm sức hút ma mị thật. Rồi, cho đẹp.
Bây giờ Mận mới hỏi Đào, nhà vệ sinh đã có ai vào hay chưa? Chưa luôn, tiền toilet. Ok, chiếm luôn. Người ta donate từ từ để tâm sự chứ ca lẽ donate hết 3.000 đô la Mỹ rồi tiền đâu mà lo cho cuộc sống. Ui vãi cả cướp là donate hết 3.000 đô la không? Mình các bạn ấy nói đùa ấy mà. Cứ donate là mình vui thôi. Định mệnh thằng kia làm biếng mày đồng bắn mình, đéo tin nổi là nó nghĩ cái gì luôn đấy. Mày cho tao một cái lý do để mày làm đấy được không? Ông Pew đâu cần lý do ra hả lộn. Mày cho tao lý do ngồi mày làm ỉa đây mày bắn tao cái. Đéo tin được chỗ thì trống. Cầm bạch 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 bạch. Không đạn mình còn nhiều, mẹ 40 trên 80 này có 7 cái like. Ui. Ui. Ui giời ơi. Đúng rồi, sao bạn không chạy? Bạn chạy là có cơ hội sống rồi đấy. Đéo hiểu tại sao mình để cái thằng đi xe kia nó sống được bạn ạ. Nó còn đây không? Định mệnh mình nhận nhiều nước máu quá rồi. Căng vãi lì. Chết rồi, mình cũng muốn có smoke này. Mẹ nó có thể ở chỗ nào rồi vậy? Nó đang bỏ cỏ đó các bạn. Cái định mệnh đéo nghe tiếng chân của nó này. Ôi ôi, mày đéo mày đồng các bạn ạ. Cái định mệnh nó ở chỗ này chịu ơi. Ngồi giá luôn, đéo nghe tiếng chân của nó cơ.